5 4 3 2 1 Về nhà đúng giờ phết đấy. Có lời khen cho anh. Anh tiếp khách hơi mệt, anh vào nghỉ trước nhá. Khoan đã. Đợi đã. Anh tiếp khách nam, toàn khách nam thôi, em yên tâm đi. Thứ nhất, nếu mà anh tiếp toàn khách nam ấy thì có mùi men rượu sẵn rồi. Việc gì anh phải xịt thơm miệng để khử mùi. Anh sợ có mùi nên dùng thôi. Cặp khách hàng cũng phải. Thứ hai, anh mặc một bộ quần áo cả ngày, lại còn đi tiếp khách nữa. Thế mà tại sao quần áo lại thơm tho là lượt, cứ như là mới giặt vậy? Thì anh là sếp mà, ngồi văn phòng thôi, có phải làm gì đâu, thì làm gì có mồ hôi chứ. Hôm nay anh ăn món gì? Anh ăn sushi. Ăn sushi thì không ám mùi như mùi thịt nướng. Ừ, anh đi nhà hàng Nhật, anh vào nghỉ được chưa? Anh làm gì mà căng thẳng thế? Em chỉ thử thôi mà, chứ em tin tưởng cho em tuyệt đối. Tin á? Em hỏi anh cứ như kiểu là hỏi cung ấy. Thật mà, em mà nghi ngờ anh á, thì em đã có 1001 tên điệp viên để theo dõi anh rồi, anh không qua mắt được em đâu. Cái gì cơ? Thực ra em biết tất cả các nhất cử nhất động của anh. Đúng là anh đi ăn sushi, tiếp toàn khách nam và có uống bia rượu. Nhưng mà anh không nhất thiết phải thay đồ trước khi về nhà đâu. À ừ thì anh sợ em ngửi mùi rượu nồng nặc lại sinh nghi nên mới vậy thôi. Em là vợ anh, em phải tin tưởng anh chứ. Thôi anh vào tắm đi, em mở nước nóng sẵn cho anh rồi đấy. Em nghỉ sớm đi nhá. Trong dự án sắp tới, phòng kế hoạch sẽ lên phương án dự trù, lên dự án thiết kế. Còn phòng marketing cũng sẽ hỗ trợ phòng thiết kế về bên đầu của dự án này. Dự án này là một dự án quan trọng, hy vọng mọi người làm tốt. Này, cô kia, ai cho cô vào đây lau dọn đấy, đi ra ngoài đi. Khoan đã, tan họp rồi, mọi người về làm việc tiếp đi. Đi ra đi. Cô vào đây lau dọn làm cái gì? Mới đi làm, đừng có phải để bị đuổi việc đấy, nghe chưa? Thôi được rồi, đây là người quen với tôi, cô về làm việc tiếp đi, không sao đâu. Dạ, là người quen của chủ tịch ý ạ. Em xin lỗi ạ. Người quen của chủ tịch, em xin lỗi. Cô mà biết tôi là vợ của anh ấy thì tôi cho cô sáng mắt ra. Này này, em làm cái trò gì vậy? Thì ở nhà chán quá nên lại em đến đây chơi một tí cho vui. Đây là chỗ anh làm việc, em làm ơn, đừng tới làm loạn có được không? Em có làm loạn đâu, em làm lo công mà. Này, anh không được nói cho anh biết thân phận của em đâu nhá. Anh mà nói là em cho anh biết tay đấy. Em định làm gì? Ê dạ, em nói với anh rồi mà. Ở nhà buồn lắm nên là em cho em đến đây chơi đi, ở đây vui lắm. Nhưng mà không được, chỗ anh làm việc, bây giờ em muốn đi làm ấy, ok. Anh cho em một chức vụ đàng hoàng, chứ làm lao công thế này thì bố mẹ em mà biết là trách anh chết. Ô, anh không nói, em không nói thì ai mà biết được. Anh xem nhân viên ở trong công ty cũng có ai biết em đâu. Nhưng thế này thì không được. Nhưng mà phải làm như thế thì em mới có thể đi đến tận từng phòng này, xem bàn làm việc của từng người, xem họ có tận tâm với công việc không, còn báo cáo với anh chứ. Nhưng mà em nhìn này, anh lắp camera ở khắp nơi rồi, không ai dám lơ là cả. Em bỏ ý định đó đi. Anh không muốn cho em làm hay là anh có gì giấu em đấy? Không, anh không có ý đó đâu. Chẳng qua là anh không muốn em vất vả này, cứ phải trốn chui trốn lủi, rồi còn đi cọ nhà vệ sinh nữa. Nếu như anh không có gì giấu em ý, thì em sẽ làm việc ở đây. Anh càng cấm ý, thì em càng muốn làm. Em đi điều tra đây, anh mà muốn giấu cái gì ý, thì giấu cho kỹ mà nhá.
Dạ, sáng nay lúc 10 giờ sếp có cuộc hẹn với cả tổng giám đốc công ty Đa Gia. Chiều 2 giờ thì đón tổng giám đốc công ty KG tại sân bay. Còn chiều 5 giờ thì... Dạ, em xin lỗi ạ. Ờ, thôi được rồi. Cô về làm việc trước đi. Cứ đến giờ hẹn nhắc lại cho tôi là được. Dạ vâng, chị Vinh. Cô làm cái trò gì đấy? Tôi xin lỗi. Không có gì đâu. Cô ấy chỉ là sơ ý thôi mà. Em lại muốn gây chuyện gì nữa vậy? Gây chuyện gì đâu. Chỉ là em xong việc rồi, muốn qua xem anh thế nào thôi. Nhưng mà ai dè đâu, lại gặp cái cảnh mèo vườn chuột. Cảnh cái gì chứ? Cô ấy chẳng qua là sơ ý làm rơi thôi. Theo như em quan sát ý, thì từ cái cách mà cầm hồ sơ này, bộ quần áo này, tất cả chỉ để dắt thính lên anh thôi chứ sơ ý cái gì. Em làm ơn, đừng suy diễn lung tung nữa. Em đi về nhà đi, để yên cho anh làm việc. Người ta ngang nhiên ve vãn chồng em như thế, làm sao em có thể ngồi yên ở nhà được. Một ý, là anh đuổi việc cô ta. Hai là điều cô ta đi vị trí khác làm đi. Anh xin em đấy, em đừng can dự vào cái chuyện nhân sự công ty anh nữa được không? Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, không thể theo ý của em mà đi người ta đi như thế được. Không điều đi, nghĩa là anh cũng có tình ý với cô ta đúng không? Em đừng ngang ngược như vậy nữa có được không? Em nói đúng mà. Em đúng á? Những lời em đúng ấy, chỉ là ở trong suy nghĩ của em thôi. Còn trên thực tế, chưa bao giờ em đúng cả. Anh giận cái gì chứ? Được rồi, đã thế á, chị đã theo dõi đến cùng. Nếu mà không nấu trà xanh thành trà thiêu ấy, cũng uổng. Này, cô gọi tôi đây à? Tao không gọi mày, gọi Vong à? Ê, công ty có Vong mà. Em ơi, sợ thế. Bỏ cái tay bẩn thỉu ra. Ai bảo tôi sợ ma? Cô còn dọa ma tôi làm gì? Chị, thì làm sao? Tao hỏi mày nhá, thế mày với chủ tịch có mối quan hệ như thế nào mà tại sao suốt ngày anh ấy cứ bênh mày chằm chặp ra thế? Cô muốn biết à? Thì mày nói đi. Tôi là một người có quan hệ rất là thân thiết với chủ tịch, thế nên ý, cô không đụng được vào tôi đâu. Thân thiết á? Thân thiết như thế nào? Thì ngày xưa nhá, họ nhà tôi là có hai ông cụ tổ. Thì bố của tôi là con của ông cụ tổ thứ nhất. Còn bố của anh Toàn là con của ông cụ tổ thứ hai. Nói chung là chúng tôi là anh em họ với nhau. Ra phả rồi nói, nhéo hết cả mồm nhỉ. Cứ tưởng là thân quen như thế nào, tưởng là thân thiết họ hàng gần, ai ngờ là họ hàng xa tít mũi tắt ở ngoài kia. Thì có chút quan hệ thì cũng nhờ được tí, có công việc làm thế là được rồi. Thì cái loại như mày chỉ có thế thôi mà. Cậy có tí quen biết là nhờ ngay được cái chức lao công. Xem ra là mày học cao gớm nhỉ. Học cao thì tôi cũng chẳng học cao. Nhưng mà những thứ nên biết như là biết điều chẳng hạn thì tôi vẫn biết chứ không có như ai kia. Này, mày đang bóng gió ai đấy? Chứ không phải là cô đang định ve vã chủ tịch Toàn đấy à? Sao mày biết? Sao mày biết lại còn sao mày biết? Cứ rành rành ra như thế ai mà chả biết. Tao như thế đấy thì làm sao? Cô như vậy mà không sợ vợ của anh ấy đánh ghen à? Thì mày thử nghĩ xem nhá. Tao là người thân cận với chủ tịch như thế, bây giờ suốt ngày phải đi tiếp khách cùng anh ấy. Nhỡ may mà có xảy ra vấn đề gì thì làm sao mà vợ anh ấy biết được. Mà thôi, mày cũng tội nghiệp quá rồi đấy. Tốt nhất ý là đừng có đụng đến tao. Nếu không ý, đừng có trách. Anh này, anh làm thế nào thì làm nhá. Xong vụ này anh phải dắt em ra khỏi đây đấy. Em biết rồi. Vụ này mà xong nhá, cái công của em ấy nó lớn cực kỳ luôn. Thế thì vì anh, em có thể làm tất cả mọi thứ, em sẽ tận tụy hơn nữa. Mà này, cái chuyện mà em đồng ý, em bắt tay với anh để hạ cái thằng chủ tịch đấy,
chuyện đấy có ai biết không đấy? Thế anh nghĩ là anh ta thông minh đến mức nghi ngờ cả em à? Thế em cho hắn ta uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Đương nhiên rồi. Em mà đã ra tay thì chỉ có thành thôi, không có bại đâu. Kiểu gì thì kiểu nhá, cái công ty này cũng sẽ trở thành công ty của chúng ta thôi. Em đúng là người phụ nữ cực kỳ tuyệt vời. Mày làm cái gì thế hả? Loại trơ trẽ này. Ai thế? Tao sẽ cho mày biết tay. Anh cứu em, con này nó bị điên rồi. Này, không bỏ cái tay thối ra, không tôi bảo vệ đấy. Chúng mày bảo ai thối ra? Chúng mày mới là lũ thối ra đấy. Này, em làm cái gì vậy hả? Bọn họ muốn hại anh đấy. Chủ tịch Toàn, tôi đến đây để bàn hợp đồng với thư ký My. Thế mà cô lao công phải đô ra đến đây còn uy hiếp thư ký My đấy. Anh xem đấy. Đúng rồi đấy chủ tịch ạ. Anh mau đuổi con điên này ra ngoài đi. Chứ cô ta làm hỏng hết kế hoạch của chúng ta rồi đấy ạ. Em làm cái gì vậy hả? Em biết anh ta là ai không? Nhưng mà anh ta... Em thề với anh là em làm đúng theo những gì mà anh bảo. Em đã phải hy sinh thân mình vì công ty rồi. Thế mà cô ta lại... Chủ tịch này, nếu mà anh không xử lý cái việc này nó êm đẹp ấy thì hợp đồng này hủy. Em thấy gì không? Hả? Hợp đồng này bị hủy, em gánh được hậu quả không? Em... Anh cầu xin em. Anh cầu xin em đấy. Làm ơn, để yên cho anh làm việc đi, được không? Các người định làm gì? Nghe đồn mày là em họ của chủ tịch đúng không? Đúng, thì sao? Họ hàng tông ti từ đời ông cố nội nhà nó rồi. Thế mà nó vẫn lôi ra để mà xin chủ tịch cái chức lao công đấy. Này, tao nói cho mày biết. Mày biết về chuyện của chúng tao hơi nhiều đấy. Mấy người nói gì tôi không hiểu. Đừng có mà giả vờ nữa. Thế cái chuyện lần trước ấy, không phải là mày đã nghe thấy hết rồi hay sao? Tôi có nghe cái gì đâu. Mày không nghe thì mày xông vào đấy làm gì? Thì tôi thấy cô ta quyến rũ anh, tôi ngứa mắt. Anh đừng có mà tin nó. Mặt con này không đáng tin đâu. Này nhóc, giờ anh cho mày cơ hội đổi đời. Mày có muốn theo bọn anh không? Là đổi đời đấy. Nghĩ cho nó kỹ vào. Là như thế nào? Mày đã bao giờ cầm trong tay 200 triệu chưa? 200 triệu á? Ui, như thế là nhiều tiền lắm đấy. Đúng rồi. Mày làm cả đời cũng chẳng dư số tiền đó đâu. Bây giờ ấy, mày chỉ cần nghe theo bọn tao. Đến lúc mà công ty của anh trai mày thuộc về bọn tao ấy, mày sẽ có ngay 200 triệu mà không cần phải đi làm lao công lương ba cọc ba đồng như thế này nữa. Đúng rồi, chưa hết. Mày có sẽ được xếp vị trí cao nhất ở trong công ty, lương tháng chục củ, chỉ việc ăn chơi. Sao? Hợp tác chứ? Thế cụ thể công việc tôi phải làm là gì? Mày chỉ cần tiếp cận anh trai mày, giúp bọn tao lấy những thứ gì bọn tao muốn. Và xong việc, mày sẽ có 200 triệu. Suy cho cùng ý, thì cũng là các người cấu kết để lật đổ anh Toàn thôi. Con này, mày trở mặt nhanh như thế à? Mày chán sống rồi à? Thôi, tao không muốn nói nhiều. Hiện trường giả bọn tao có thể dựng được. Mày mà chống đối, đừng có trách. Các người, chuyện này anh Toàn mà biết ý, thì chắc chắn các người phải đi tù. Mày buồn cười. Bọn tao làm mà để lộ ra chứng cứ để cho anh trai mày kiện á, giờ hơi rồi. Hai người làm gì ở đây thế ạ? Bọn em chỉ rửa tay tí thôi. Con này con đâu ra cô xông vào chứ bọn em biết gì đâu ạ. Tất cả ra ngoài. Anh này bọn họ. Anh ấy cả rồi. Chủ tịch ơi, hai người không nghĩ là trong này có camera à? Sao nhà vệ sinh có camera? Có đấy, camera chạy bằng cơm. Hai người bắt nạt vợ tôi, chắc là cũng chán sống ở ngoài rồi à? Vợ á? Đúng vậy, cô ấy là vợ của tôi và cũng là thám tử tư mà tôi thuê vào công ty để phá án đấy. Em là tốt lắm. Chuyện nghề của em mà.
Dương, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh còn quan tâm đến em làm gì? Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em ở công ty, nhưng mà thật sự là do em sai mà. Anh vẫn nghe lời bọn họ, anh vẫn không tin em. Không, nhưng mà chuyện này anh và thư ký My đã lên kế hoạch hết rồi, nên không như em nghĩ đâu. Anh vẫn bảo vệ họ, anh vẫn tin lời họ. Rốt cuộc em chẳng làm được cái tích sự gì cả. Em đừng nghĩ như vậy nữa. Đối với anh, em là tất cả. Còn những thứ khác có hay không, không quan trọng. Nhưng mà Dương này, anh mong em đừng làm dối mọi chuyện hơn nữa, được chứ? Bọn họ muốn hại anh, em muốn bảo vệ anh, rồi anh lại mắng em. Có chuyện đó sao? Họ có tình cảm với nhau, họ muốn lừa anh vào một dự án ảo, muốn hại anh. Nhưng mà anh lại không tin lời em. Anh đi mà banh vực bọn họ, đi mà banh vực bọn họ ấy. Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh nhá. Chết rồi, lần này là chết thật rồi đấy. Chủ tịch ơi, tất cả mọi chuyện em làm đều là nghe theo lời anh, chứ còn em và anh ta không có quan hệ gì đâu ạ. Thôi, cả hai người có cần tôi đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn không? Sao ạ? Chủ tịch có bằng chứng gì ạ? Bằng chứng là vợ tôi thu thập được đấy. Tôi sẽ cho hai người biết cảm giác bắt nạt, ức hiếp một cô lao công là như thế nào. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Mình đi thôi em. Chết rồi, bây giờ bọn mình bị phát hiện rồi, làm thế nào bây giờ? Mà này, Giang nói con Danh đấy là em họ của hắn cơ mà. Thì nó nói với em như thế, chứ em có biết nó là vợ của anh ta đâu. Đúng là mọi sự ngu dốt đều trả giá quá đắt mà. Bây giờ làm thế nào? Chứ em không muốn đi tù đâu, mất mặt lắm. Mất mặt? Này, bây giờ lo mà giữ cái thân đi nhá, còn đứng sợ mất mặt à? Đúng là loại đàn bà chẳng được tích sự gì cả. Em này, có chuyện gì anh nói đi. Thì em cũng phải nhìn anh một cái chứ. Anh phiền thế nhở, có chuyện gì thì nói đi, không thấy em đang bận à? Thôi, không có gì đâu. Có mỗi thế thôi mà cũng phải gọi người ta nữa, mất tập trung. Anh bảo này. Dạ alo, con nghe đây ạ. Sao rồi con? Chuyện bố mày hối mày mãi ấy, thế vẫn chưa tiến triển gì à Toàn? À mẹ ơi, thực ra con gái là duyên trời cho mà, con cũng đang rất mong lên mẹ. Lần nào mẹ gọi mày, mày cũng chỉ nói thế. Mày có biết là tao với bố mày trông cháu như thế nào không? Dạ vâng, nhưng mà con và My cũng đã rất cố rồi mà mẹ. Người ta lấy nhau chưa đầy năm đã có tin vui. Hai vợ chồng mày mãi chẳng thấy gì cả. Con My làm vợ mày kiểu ấy là không được rồi. Mẹ ơi, chuyện này đâu phải do My đâu. Bọn con đều cũng mong muốn lắm nhưng mà nó không được ấy chứ ạ. Ơ kìa mẹ, mẹ. Ê. My, em vừa nghe mọi chuyện rồi à? Em nghe hết rồi. Em nghe thấy mẹ bảo là đừng nhìn mặt mẹ nữa. My này, chắc là do mẹ đang mong có cháu quá thôi.
Em đừng trách mẹ nhá. Em cũng biết là mẹ chỉ muốn tốt thôi, nhưng mà em buồn là bởi vì em không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Em làm sao vậy? Em muốn nói gì à? Em cứ nói đi. Em muốn nói là hay là vợ chồng mình đi khám đi. Biết đâu họ còn có thể giúp mình có con được nữa. Cả ngày hôm nay anh cũng muốn nói với em rồi. May quá em là đồng ý của anh. Thật ạ? Ừ. Em cứ nghĩ là anh sợ đi khám hiếm muộn chứ. Không, thực ra chuyện này nó hơi ngại nên hơi khó nói thôi, chứ anh cũng rất muốn đi. Vậy thì ngày mai vợ chồng mình đặt lịch đi khám luôn nhá. Ừ. Có khi mình không làm sao họ còn có thể mau chóng giúp mình có con nữa đấy. Anh biết rồi, anh cũng đang rất mong là nhà mình có tiếng trẻ con đấy. Cô gì ơi, bác sĩ lên chưa? Bác ơi, tới lượt tôi. Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Không sao, tất cả những bệnh nhân đến đây đều hồi hộp như vậy. Tầm khoảng 10 phút nữa bác sĩ sẽ tới, anh yên tâm nhé. Cảm ơn cô. Anh không ngồi im được à? Cứ đi đi lại lại, chóng hết cả mặt ấy. Anh ngồi yên thì ta chết khó chịu lắm, không ngồi được. Đây là trà nóng, anh uống đi, sẽ giúp bình tĩnh hơn đấy. Tôi cảm ơn cô chu đáo quá. Tôi là y tá mà, nhiệm vụ của tôi là giúp mọi người cảm thấy dễ chịu nhất. Từ trước giờ tôi chỉ biết là y tá và bác sĩ là cứu người thôi, chứ chưa từng nghe nào có công việc như vậy đấy. Bây giờ thì anh biết thêm rồi. Giúp người khác thoải mái cũng là một cách cứu người đấy ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nhớ cô mà tôi thấy chịu hơn rồi. Bác sĩ thì không thấy đâu, y tá thì cứ đứng đây ung dung như thế này, chả hiểu làm ăn cái kiểu gì nữa. Dạ, chị thông cảm giúp em ạ. Thông cảm cái gì? Ở đây là bệnh viện, tôi bỏ tiền ra để được phục vụ, các người phải biết điều chứ. Kệ, đây là bệnh viện đấy, đừng lớn tiếng như vậy. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Biết đây là phòng khám không hả? Anh đến rồi đấy à? Bọn em đợi anh từ sáng đến giờ đấy. Mà hai người vào trong đi, ngoài này nó chẳng có tiện đâu. À, ý của em là hôm nay em dẫn chồng đến để... Được rồi, yên tâm đi, cái việc đấy tôi lo được hết nhá. Đi này, đi. Này, lo mà làm việc đi nhá, đừng có hóng. Úi giời, này, cố đây con. Sao, hôm nay hai vợ chồng đến tìm tôi có việc gì? Cứ thẳng thắn trình bày nhá. Dạ, chả là vợ chồng em lấy nhau đã lâu rồi. Nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa có cháu, cho nên là hôm nay đến để kiểm tra hiếm muộn ạ. Ừ. Nhìn anh nhạt cũng tường tá ok đấy, mà cũng bị hiếm muộn à? Tôi... Thôi, tôi hiểu rồi. Chuyện bình thường mà, có vài ông tường tá cũng ok lắm, đẹp trai cao to, cũng bị vô sinh ấy thôi. Bác sĩ! Tí gì mà căng. À, đi xét nghiệm đi. Giấy trắng mực đen kiểu gì cũng rõ thôi. Y tá Dương. Dạ.
Mời anh chị đi theo tôi. Khoan đã. Dạ, sao thế ạ? Cô đưa cô My đi, còn cậu Tòa để tôi đưa đi. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Thế tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ? Dạ vâng ạ. Mời chị. Bác sĩ, có việc gì không ổn đúng không ạ? Nếu mà có gì, bác sĩ cứ nói thẳng với tôi đi. Chứ anh cứ thở dài như vậy, làm tôi lo quá. Anh Toàn này, anh phải thực sự bình tĩnh nghe tôi nói nhá. Dạ vâng, bác sĩ cứ nói đi ạ. Tôi rất lấy làm tiếc, cái kết quả xét nghiệm cho thấy rằng anh không có khả năng làm bố. Bác sĩ nói sao ạ? Anh khó có thể sinh con được. Không, không thể như vậy được. Liệu có sai lầm gì không? Tôi hoàn toàn khỏe mạnh bình thường mà. Kết quả xét nghiệm là thật. Tôi rất tiếc. Tôi không thể làm bố ra. Anh Toàn, anh đừng suy sụp quá. Bác sĩ bảo tôi là đừng suy sụp quá. Một thằng đàn ông không thể có con thì còn gì đau bằng chứ. Bệnh của anh tôi nghĩ là có thể chữa được đấy. Bác sĩ nói sao ạ? Tôi vẫn chữa được á? Cách gì vậy? Bác sĩ cứ nói với tôi đi, hết bao nhiêu tôi cũng sẽ chữa. Vốn dĩ bệnh của anh nó không chữa được, nhưng mà cách này là cách... Cách gì vậy ạ? Bác sĩ cứ nói đi. Nhà tôi chuyên làm thuốc gia truyền để chữa mấy cái bệnh vô sinh ấy. Phương thuốc gia truyền á? Anh nói nhỏ thôi. Thuốc này nhà tôi làm công hiệu lắm. Nếu mà anh muốn thử ấy, ngoài giờ làm việc gặp tôi nhá. Kết quả thế nào rồi anh? Anh thì... Cô Dương, đưa cho tôi kết quả xét nghiệm của cô My. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, theo như kết quả xét nghiệm thì cô My hoàn toàn bình thường ạ. Sao rồi anh? Kết quả thế nào rồi? Của anh thì... Anh làm sao? Kết quả của anh Toàn hoàn toàn bình thường. Đúng rồi đấy, anh bình thường thôi. Tại sao mà vợ chồng mình mãi lại chưa có con được nhở? Là do hai vợ chồng căng thẳng cái chuyện có con quá đấy. Tôi nghĩ là hai người thoải mái ra. Mà này, nhớ về nhá, ăn uống này đủ chế độ dinh dưỡng vào, kiểu gì cũng mong có con thôi. Thật hả bác sĩ? Tôi nói dối anh chị làm gì? May quá. Thế mà em cứ tưởng là vợ chồng em bị làm sao cơ. Được rồi, anh chị cứ về đi. Chúc vợ chồng anh chị mong có con nhá. Cảm ơn bác sĩ. Toàn ơi là Toàn. Mày là một thằng vô dụng. Có một đứa cháu cho bố mẹ mày thôi. Mày cũng không làm được. Alo ạ. Con đang bận lắm. Con gọi lại mẹ sau nhá. Phiền tôi nữa. Anh Toàn, tại sao em gọi anh không nghe máy? Em tìm anh. Anh có biết là em ở nhà lo cho anh như thế nào không? Em tìm anh làm gì? Anh đã bảo là ngủ trước đi, đừng có đợi cơ mà. Anh bảo là ở công ty có việc, phải ngủ lại.
Hóa ra anh ở đây uống say như thế này à? Tôi làm gì thì mặc tôi, không cần em quan tâm. Mặc anh làm sao được? Anh nói như thế mà được à? Em là vợ của anh, em phải quan tâm anh chứ. Thôi đi, không có vợ con gì hết. Tôi muốn ở một mình, cô đi về đi. Ở một mình để anh lại uống say như thế này à? Xong rồi anh uống say, anh lại bỏ bê công việc, bỏ bê gia đình nữa chứ gì. Cô, anh thử nhìn đi, công việc ở công ty đang chất đống như thế kia, chờ anh giải quyết cả tuần nay rồi, thế mà anh lại ở đây uống rượu. Cô cút đi, đàn bà như cô thì biết cái gì chứ. Anh dám nói với tôi như thế à? Từ trước đến nay chưa bao giờ anh như thế đâu. Anh đúng là thay đổi rồi đấy. Tôi ghét anh. Mày phải làm cái gì vậy chứ? Tại sao mẹ đối xử với Bi như vậy? Ây! Bác sĩ à, tôi muốn gặp anh. Anh Toàn, có chuyện gì mà anh gọi tôi gấp vậy? Bác sĩ à, bác sĩ phải giúp tôi. Bác sĩ. Được rồi, anh cứ ngồi xuống đây, tôi giúp anh. Ngồi xuống đây. À, tôi xin lỗi bác sĩ, tôi không kiềm chế được. Rồi, không sao, tôi hiểu mà. Có phải anh lo lắng về cái bệnh tình sức khỏe của anh đúng không? Tôi thật sự bế tắc quá bác sĩ ạ. Cái chuyện này nó kinh khủng của tôi quá. Tôi không biết phải làm sao để mà đối mặt với vợ mình cả. Tôi hiểu. Bây giờ anh tính sao? Tôi muốn hỏi về phương thuốc gia truyền. Cái vấn đề đấy thì chẳng có gì để phải hỏi cả. Nếu mà anh tin thì anh cứ dùng thôi, tôi không ép. Tôi tin. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Thuốc này nó rất là hiệu nghiệm. Chỉ cần anh dùng đều đặn trong một thời gian dài. Mà này, nhớ rồi, không được nói với ai. Không được nói với ai sao? Đúng rồi. Thuốc này là gia đình tôi bào chế đấy. Quý lắm tôi bảo anh. Anh mà nói vai thì người ta kéo đến nhà tôi tìm tôi khổ à? Dạ vâng, tôi sẽ bí mật ạ. Được. Không gấp. Tôi dặn nha, một ngày ba cứ đều đặn, hết đến tìm tôi. Nhớ chưa? Tôi về đây. Quái lạ, sao gần đây người mình cứ mệt mỏi thế nào ấy nhỉ? Cố lắm rồi mà không tỉnh táo lên được. Không sao, phải cố uống thuốc cho khỏi bệnh để còn sinh con cho bố mẹ nữa. Anh vừa uống cái gì đấy? À, em về rồi đấy. À, không có gì đâu. Anh uống thuốc cho khỏe em à. Có thật không đấy? À, thật mà. Anh phải mau khỏe để cùng với em sinh con cho bố mẹ đấy chứ. Anh này. À, mà người anh mệt quá. Chắc là để hôm khác nhá. Anh vào nghỉ một lát đã. Okay.
Lão chồng mình cứ thế này thì bao giờ mới có con được chứ. Đâu nào, lão chồng em không sinh con được thì để anh làm cho. Này, hôm nay anh gan thế. Lão ấy vừa lên nhà đã mò đến đây rồi. Thằng đấy bây giờ như cái xác không hồn đấy. Một chút nữa thôi, kiểu gì cũng ngủ. Sợ cái gì? Ý anh là... Nó mà uống thuốc của anh thì làm sao mà trụ nổi được. Sớm muộn gì kế hoạch của anh và em cũng thành công thôi. Bây giờ anh đi công tác vài ngày, rồi anh lại về. Em cần gì thì báo anh nhá, anh sẽ mua quà cho em. Biết rồi, đi thì cứ đi đi, giận lắm thế. Vậy anh đi nhá. Đi thì đi luôn đi, còn chán anh lắm rồi. Alo, anh đến ngay đi nhá. Chồng em nó vừa đi công tác rồi. Ú à, sao đây? Anh làm cái gì mà lâu thế? Em buồn ngủ hết cả da rồi đây này. Thì anh phải xong việc ở bệnh viện thì anh mới có thời gian đến đây tìm em chứ. Thời gian gặp nhau đã ít rồi, bây giờ lại còn công việc nữa. Ây trời, người đẹp ơi, người đẹp không phải giận chồng mà xong rồi giận lây sang anh đâu nhá. Anh đừng có nhắc đến hắn ta nữa. Em ngán đến tận cổ rồi đây này. Hắn ta với cả gia đình hắn ta ấy, lúc nào cũng giục em sinh con ấy. Cười cái gì đấy? Thì em nói chuyện hài như thế anh không cười thì sao? Hài chỗ nào? Bây giờ nha, chồng và gia đình mong em sinh con đúng không? Chẳng có ai là không muốn em sinh con cả, người ta mong muốn như thế chứ. Nhưng mà em thì không. Bây giờ sinh con xong lại còn phải đi hầu nó nữa, còn đâu là sự xinh đẹp của em. Thế em không sinh con vì... Bởi vì là em muốn em luôn xinh đẹp. Tự nhiên lại phải vác thêm cái của nợ như thế. Rồi á, đầu tóc thì bù xù, trông kinh chết đi được ấy. Thế cho nên là em mới đang phải uống thuốc đấy. Thế mà hắn ta cứ giục em ấy. Em bảo này, em uống thuốc đấy nhiều nó không tốt đâu. Em cũng biết là như thế. Thế cho nên là em mới cần nhờ đến anh đấy. Anh thì anh làm được cái gì đâu. Anh ngoài làm nhân tình của em ra là anh chẳng biết làm cái gì cả. Anh hèn đấy. Chưa gì mà đã định từ chối rồi. Không phải, anh không phải từ chối, mà anh không biết giúp em kiểu gì ấy. Thì bây giờ bây giờ em sẽ lập kế để cho hắn đến phòng khám của anh. Xong rồi anh làm giả kết quả, rồi bảo là hắn vô sinh đi, để cho em đỡ khổ. Vô sinh á? Ừ, có như thế thì hắn ta mới không thiết tha gì đến em nữa. Em đỡ phải khổ chứ. Này, anh không định giúp em đấy ạ? Có phải là anh không yêu em đúng không? Không phải là anh không định giúp em, mà anh đang nghĩ cách làm như thế nào để cho khéo. Cần gì mà phải nghĩ nữa, em bày sẵn cho anh ra đấy rồi còn gì nữa. Nhưng anh thì muốn, không những nó không phiền tới em, mà anh sẽ cho nó chết dần chết mòn. Ý anh là... Một phương thuốc đầu độc từ từ. Lúc nó chết đi ấy, cái gia sản này thuộc về ai? Người ấy là ai? Ai? Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Người yêu của em đúng là giỏi thật đấy. Mới có vài gói thuốc thôi đã làm nên chuyện rồi. Chuyện? Dù sao anh cũng là bác sĩ cơ mà. Vâng, anh bác sĩ giỏi, điều chế thuốc hại người. Anh giỏi lắm. Này, hắn ta bây giờ yếu lắm rồi, anh sợ cái gì chứ? Tôi đã nghe được hết và nhìn thấy cả những hành vi bị ổi của hai người nữa. Thì sao chứ? Mày có nghe thấy ấy, thì mày làm được cái gì tao?
À, kể cả mà có biết đấy, thì mày làm được gì? Anh Toàn, sao anh lại... Mì, cô không ngờ là tôi còn đủ sức để bắt cái tên gian phu này. Mì, em lừa anh à, sao nói em nó yêu lắm rồi. Thì rõ ràng là anh ta yếu lắm rồi cơ mà. Từ đầu, các người đã quá coi thường tôi rồi. Dăm ba cái liều thuốc vớ vẩn của hai người mà nghĩ là sẽ hại được thằng Toàn này á. Cô Dương, cô vào đi. Dương sao? Bằng tất cả sự tôn trọng còn lại của tôi dành cho anh, tôi khuyên anh một chuyện. Chuyện gì? Bỏ nghề đi. Anh Toàn, đợi đã. Anh Toàn. À, cô Dương đây à? Cô gọi tôi có việc gì vậy? Anh có chuyện gì sao? Từ lúc bước ra khỏi phòng khám, tôi thấy anh lạ lắm. Tôi không sao đâu. Có chuyện gì thì anh cứ nói với tôi, biết đâu tôi lại giúp đỡ được anh thì sao? Cô giúp được tôi á? Tôi không dám hứa chắc, vì thật ra tôi không biết vấn đề thực tế của anh là gì. Nhưng mà với lương tâm nghề nghiệp thì tôi hứa sẽ giúp đỡ anh tận tình. Đây là kết quả xét nghiệm của tôi. Nó... Cô Dương này, hay là cô giúp tôi nhận con nuôi được không? Anh không cần phải nhận con nuôi. Tại sao thế? Bây giờ tôi là một thằng vô dụng rồi, nhận được con nuôi về sẽ giúp tôi. Không cần, anh hoàn toàn bình thường. Tôi hoàn toàn bình thường á? Đúng vậy. Tờ giấy xét nghiệm này là giả. Vậy sau tất cả những ngày làm việc, tôi đều lưu bệnh án, hồ sơ, file gốc và máy. Nhưng mà ngày hôm nay tôi không hề nhận được kết quả xét nghiệm nào của anh cả. Ý cô là... Tôi nghi ngờ chính bác sĩ Đức đã là người làm giả cái giấy xét nghiệm này. Vậy tức là bác sĩ Đức và vợ tôi, tất cả thuốc mà tôi uống đã đổi lại hết rồi. Tôi không dại gì mà tống cái thứ chết người ấy vào miệng cả. Khốn kiếp, cũng chỉ vì con y tá quẻ mà hỏng hết cả việc. Bây giờ anh không đủ tư cách để gọi tôi là y tá quẻ nữa rồi. Mày... Tôi đã báo cáo tất cả mọi việc với giám đốc bệnh viện. Anh sẽ bị đình chỉ chứng chỉ hành nghề. Cái gì cơ? Mày dám à? Sao tôi không dám chứ? Để một người bác sĩ vô lương tâm như anh hoạt động ở bệnh viện, đấy là một nỗi ô nhục. Anh nên về mà giải quyết đi. Tôi khuyên anh này, làm bác sĩ nên tập trung cứu người thôi, đừng nuôi ý định hại người. Sớm vào quả báo đấy. Chúng mày hay lắm. Anh Đức. Sao? Cô muốn đi theo thì cứ đi đi, tôi không cản đâu. Anh Toàn, em là một người vợ không tốt. Nhưng mà tất cả là tại anh ta lôi kéo em. Em hứa với anh, từ giờ em sẽ thay đổi, em sẽ sinh con cho anh. Không cần nữa đâu. Anh Toàn, anh tha lỗi cho em được không? Cô My này, tôi và gia đình tôi không hề ép cô. Cái mà chúng tôi trông mong ấy là hạnh phúc của những đứa trẻ ở trong nhà. Nhưng đó là điều mà làm cô xấu xí đi thì thôi được rồi. Cô cứ làm gì mà cô muốn đi, tôi không cần nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký sẵn rồi, cô ký vào là xong thôi. Anh không thể cứu vãn nữa đâu. Ngoại tình là một cái tội, nhưng mà ngoại tình xong cô còn ấp ủ âm mưu để hãm hại chồng mình thì đúng là không thể chấp nhận được đâu. Cô Dương này, tôi đưa cô về bệnh viện để đối chất với anh ta. Mình đi thôi. Tôi nghe này. Được rồi, hợp đồng đó cứ để như vậy nhé. Ok. Alo.
Được rồi, chờ tôi xem qua. Thế nhá. Mời vào. Em đây à, qua thăm anh sao? Anh à, cuối tuần này là sinh nhật cái mai anh, bạn em ấy. Anh nhớ là sinh nhật bạn em vào tháng trước rồi cơ mà. Ờ, thì đấy là đứa khác, còn lần này là đứa khác. Em có nhiều bạn mà anh. Đừng nói với anh là em cần đi mua đồ để dự tiệc đi nhá. Đúng là chỉ có anh yêu mới hiểu em nhất. Thế anh cho em ít tiền đi shopping nha. Hôm qua anh chuyển tiền cho em rồi mà. Tiền đấy em dùng vào việc khác, còn chuyện sinh nhật là tiền đột xuất mà. Em tiêu tiền như vậy là hơi hoang phí đấy. Em làm vậy là vì ai chứ, không phải vì anh nữa à? Dù sao em cũng là vợ tương lai của chủ tịch. Em làm thế cũng chỉ vì không muốn làm mất mặt anh thôi. Thôi được rồi, là anh sai, anh hiểu lầm em. Nhưng mà này, nhớ lời anh dặn nhá, mình phải tiết kiệm, đừng hoang phí quá. Em biết rồi mà. Anh định chở em đi shopping sao? Ừ, em vừa bảo là cần đi mua đồ còn gì. Anh à, anh là chủ tịch, anh còn bận trăm công nghìn việc. Chuyện shopping là chuyện của phụ nữ, anh chỉ cần chuyển tiền cho em là được rồi. Nhưng mà... anh còn phải tập trung làm việc để còn chuẩn bị cho đám cưới nữa. Ừ nhờ, còn phải lo cho đám cưới nữa. Thôi được rồi, để anh cho người đưa em đi. Cậu Đức à, lên phòng gặp tôi nhé. Vào đi. Chủ tịch gọi em ạ. Cậu Đức này, cậu giúp tôi đưa Trang đi mua sắm nhé. Dạ vâng ạ, mời cô Trang. Trang, em làm sao thế? Em hơi lơ đãng một xíu thôi. Được rồi, mình đi thôi. Trang ơi, sao bờ thế này em? Nước cũng chẳng có nữa. Trang ơi! Anh về rồi đấy à? Anh xem giùm em, cái sợi dây chuyền này có đẹp không? Này, em đi shopping về thì cũng phải giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa cho nó sạch sẽ chứ. Anh cứ cảm giảm mãi như cái bà lão ấy. Mà anh xem giúp em đi, em mua cái này tận 50 triệu lận đó. Cái gì? Hồi sáng là anh chuyển cho em 50 triệu. Em lại dùng hết để mua dây chuyền à? Thì anh cho em mua mà. Thế còn quà của bạn em đâu? Còn ông váy vó này nữa là sao đây? Thì em mượn thêm tiền trong thẻ của anh để mua mấy cái này mà. Tí nay em sẽ chọn đại một bộ để tặng cho nó nhá. Trang ơi là Trang, em có biết không, em vừa đốt tiền phung phí đấy. Thôi mà, chỉ lần này nữa thôi nha. Thôi được rồi, đi ăn cơm đi, anh đói rồi. Thế đợi em đi thay đồ đã. Này, thay đồ gì vậy, đi ăn cơm thôi mà. Thì em đã nấu ăn đâu, hôm nay em về trễ nên em chưa nấu, mình đi ăn nhà hàng nha. Anh chuyển tiền đi rồi em đặt hàng cho. Em tự ăn đi, anh no rồi. Người gì đâu mà khó chịu, đi ăn thôi mà. Không thích thì thôi, người ta đi ăn một mình. Trang lại đến tỉnh công ty sao? Cô khóa tài khoản cuối lại đi. Khi nào có tôi duyệt, tôi đăng chi. Anh Toàn, khỏe không anh? Hiểu đây à? Về bao giờ đấy? Sao không nói với anh? Em mới đi du học về, em có nhắn chị Trang báo cho anh đấy. À, Trang đi chơi từ tối hôm qua, bây giờ vẫn chưa về. Cái gì? Trang đi chơi từ tối hôm qua sao? Cả đêm à? Nhưng mà em tưởng hai người sống chung với nhau. Anh không biết nữa,
Cô ấy bảo là đi ăn đêm, nhưng mà mãi chẳng thấy về. Anh gọi cũng không nghe máy cả. Chắc là chị em làm anh buồn lắm đúng không? Cô ấy thực sự quá khác với con người mà anh từng biết. Cô ấy bây giờ đôi đòi hơn, ham chơi hơn, không còn chăm lo gia đình và anh nữa. Gần đám cưới rồi mà chị ấy lại như vậy. Nếu lấy một người vợ như vậy thì anh thà rằng anh không lấy vợ nữa, hiểu không? Anh Toàn, ý của anh là đám cưới có thể hủy, anh sẽ đích thân nói chuyện với bố mẹ em. Anh đi làm về rồi à? Nay đi làm có mệt không? Anh uống nước đi. Sao anh không uống đi còn nhìn em thế kia? Để em xoa bóp cho anh nhá. Em có bị làm sao không đấy? Thì chúng ta sắp cưới nhau rồi, em phải học cách để làm một người vợ tốt chứ. Thật sự anh rất bất ngờ về em của hôm nay đấy. Em của trước đây là bồng bột tuổi trẻ thôi. Từ giờ em sẽ học cách để làm một người phụ nữ của gia đình. Được rồi, anh đi tắm trước nhá. Anh đi tắm đi, để em hâm lại đồ ăn cho nóng rồi chúng ta ngồi ăn cùng nhau nhá. Đúng theo kế hoạch, giờ chỉ còn đợi anh ta thưởng thức nữa thôi. Wow, đã rất lâu rồi mới có cảm giác ăn bữa cơm gia đình đấy. Nếu anh thích thì mỗi ngày em đều nấu rồi mang lên công ty cho anh nhá. Như vậy thì em có mệt không? Có gì đâu, anh ăn ở ngoài nhiều rồi cũng không tốt cho sức khỏe mà. Anh đi làm vất vả rồi, ăn nhiều lên cho nó khỏe nhá. Em nấu ngon thế này thì nhất định anh sẽ ăn nhiều. À, em có hầm cho anh một bát canh, anh ăn luôn đi cho nóng. Anh bảo này, ăn uống là đủ rồi mà, cần gì gặp canh cho cực khổ thế. Em muốn anh luôn khỏe mạnh mà. Nào, ăn thử xem. Đắng quá. Canh có vị thuốc bổ nên mới đắng như thế. Anh ráng uống cho khỏe nhá. Uống đi. Tốt cái gì cơ? À, em bảo là canh này tốt cho anh lắm đấy. Em sẽ nấu cho anh mỗi ngày nha. Thôi, như vậy thì mệt cho em lắm. Có gì đâu, mà anh buồn ngủ à? Ừ, anh thấy là hơi mệt. Chắc là anh đi nằm nghỉ trước đây. Vậy anh vào trong nghỉ ngơi trước đi. Em dọn dẹp xong rồi em sẽ lên. Anh đi nghỉ nhá. Ây bảo thế nào ạ? Thế thì anh lại phải càng ăn hơn nữa. Không là thì sẽ bị kiệt sức đấy. Nào.
Mời vào. Dương. Cô ấy là vợ sắp cưới mà cậu vẫn hay kể về tớ đúng không? Đúng rồi. Bữa nay sao cậu lại ở đây? Hôm nay công ty của tớ với công ty của cậu ký hợp đồng thì đương nhiên tớ phải đến rồi. Tớ quên mất. Này, cậu có ổn không đấy? Tớ nhìn sắc mặt của cậu hình như không được tốt thì phải. Chắc là tớ làm việc nhiều quá đến vậy thôi. Không sao cả đâu. Tớ nghỉ một lát là khỏe lại ngay thôi. Sao lại nghỉ ngơi bây giờ? 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi mà. 5 phút nữa là bắt đầu cuộc họp á? Chết rồi. Cậu mà không nhắc thì tớ quên mất đấy. Chờ tớ một lát nhé. Tớ đi rửa mặt lại đã. Rời cuộc họp đến lần sau cũng được. Không sao đâu. Tớ chỉ thấy hơi choáng váng thôi. Tớ làm được mà. Toàn! Toàn! Cậu sao thế? Anh Toàn! Anh sao vậy? Alo, từ giờ các giấy tờ của chủ tịch sẽ chuyển giao cho tôi quản lý nhé. Chúc mừng nữ chủ tịch nhé. Tất cả là nhờ anh cả mà. Nếu không có cái kế ấy thì làm sao em có thể ngồi được đây? Em nói cẩn thận vào, tai vách mạch rừng đấy, để ý vào. Giờ anh ta đang bị bệnh, nằm mê man ở bệnh viện rồi, anh còn lo cái gì nữa? Thật thế á? Thế từ bây giờ là anh với em không phải sợ gì nữa đúng không? Cô Trang này, chuyện vừa nãy cô có sao không? Gọi em Trang là được rồi, đừng có gọi cô, nghe già lắm. Tôi không dám ạ, đằng nào cô Trang cũng là vợ sắp cưới của chủ tịch mà. Vợ sắp cưới cái gì chứ, ai mà thèm lấy anh ta ấy. Tôi chỉ thích xài tiền của anh ta thôi. Thế cô Trang, em Trang đây thích mẫu người như thế nào? Mẫu người như anh Đức ấy. Cao đấy, bác sĩ có mà tìm bằng mắt. Anh Toàn, em thấy rõ chưa? Chị em ngoại tình, còn có ý định hại anh nữa. Anh nghĩ là việc này em nên về kể lại với bố mẹ đi. Chị chào. Chị đang làm cái quái gì vậy? Hiếu à, em nghe chị giải thích đi. Không phải như em nghĩ đâu. Anh Toàn, cô còn muốn nói cái gì nữa? Cũng may là nhờ cô Dương đây, không thì tôi đã mất mạng vì cô rồi. Tại sao gọi chị Trang không nghe máy nhở? Nhẽ ra giờ này chị ấy ở cạnh anh Toàn mới đúng chứ. Bác sĩ này, sức khỏe của anh ấy đột ngột suy giảm như vậy mà không có lý do nào cụ thể hay sao? Không phát hiện ra điều gì bất thường cả.
nếu như xét nghiệm đồ ăn thức uống mà anh ấy đã ăn thì liệu có thể tìm ra nguyên nhân không ạ? Đồ ăn anh Toàn có vấn đề sao? Chị nghi ngờ anh ấy bị đầu độc à? Và rất có thể loại thuốc đó nhằm để qua mắt y học. Đây là giấy xét nghiệm đây. Mẫu các thuốc bổ cô cho tôi uống chính là tác nhân khiến tôi suy nhược cơ thể đi. Chị Trang, em và bố mẹ thật sự thất vọng với chị. Tại sao? Tại sao chị có thể dùng thủ đoạn thâm độc như vậy được? Còn cậu Đức này, hồ sơ của cậu tôi đã gửi lên công an rồi. Bây giờ cậu mau lên đó đi, đi và giải trình với họ đi, trước khi họ có lệnh bắt cậu đấy. Không, tôi không thể bị bắt được. Em Toàn à, em thật sự biết sai rồi, anh tha cho em lần này nhá. Tôi nể tình, không truy cứu cô. Em cảm ơn anh. Nhưng từ giờ trở đi, giữa tôi và cô không còn liên quan gì với nhau nữa cả. Hiếu này, chuyện này em về nói chuyện lại với hai bác nhé. Anh sẽ sang tạ lỗi và hủy hôn. Anh Toàn, tôi đã bỏ qua cho cô nhiều lần rồi. Chỉ là khi mình đối xử xấu với người khác thì được mong rằng họ luôn tốt với mình. Suốt ngày tài liệu với trả hồ sơ phát ngấy lên mất. Nice. Đang buồn ngủ còn làm phiền nữa. À đây, báo đi. À, dạ, là em ạ. À, thưa chủ tịch, đây là báo cáo kinh doanh của tháng này, em gửi anh. Có thấy cái gì đấy không? Tất cả báo cáo tháng trước, tôi còn chưa xem xong. Mang cái mới làm cái gì? Ờ, nhưng mà đây là của phòng kinh doanh gửi, em chỉ... Mang về trả lại cho họ. Bảo là chủ tịch chưa muốn xem. Chủ tịch ơi, em lỡ ký nhận mất rồi. Chủ tịch, anh xem thế nào? Không có ký cái gì ở đây hết. Tôi nói cho cậu biết này, ở đây tôi là lệnh, cậu hiểu chưa? Ai mới là chủ tịch cả? À, em xin lỗi ạ. Không mau cút đi ạ, nhanh. Dạ. Đúng là cái bọn nhân viên vô tích sự mà. À, đúng là chủ tịch Toàn có khác, phong thái khác hẳn đấy nhở. My, em về từ bao giờ đấy? Sao không gọi cho anh để anh đón? Anh nói về nước là anh về nước luôn, chả đợi em cái gì cả. Em nhớ anh quá mới phải về đây tìm anh đấy. Ừ, thì tại gia đình đấy, bắt anh về gấp quá. Với cả em thấy này, làm chủ tịch có gì vui đâu. Uống đi, trời ơi, uống nữa đi, đã say đâu. Này, anh cứ uống say xong rồi đánh người ta bỏ về hết rồi đấy. Chết nhát. Một cái lũ chết nhát thế. Anh vừa dọa một tí nó chạy hết chứ có đâu được. Thì chắc là chúng nó sợ anh đấy. Chứ còn sao nữa, người vừa có tiền vừa có quyền với anh, ai mà chẳng sợ. Anh này, thế thì mai mình đi chơi nhá. Ừ, đi chứ. Thế thì đi shopping đi, chứ em sắp hết đồ để làm rồi đấy. Đây, em cầm lấy, thích tiêu gì tiêu, được chưa? Em yêu anh nhất đấy. Ừ, yêu thật Toàn này thì có gì mà phải suy nghĩ. Anh ơi, bố mẹ anh gọi đấy. Dạ alo. Dạ vâng ạ. Anh đi đâu đấy? Anh về Việt Nam. Cái gì? Về gấp như thế á? Bố mẹ bắt anh về gấp. Nếu như mà anh không về sẽ không gửi tiền cho anh nữa. Anh về đây. Thế anh cho... Anh Toàn. Đấy, anh nói về là về luôn. Làm em chả được quan tâm gì cả. Thế mà anh nói là yêu thương em. Thì anh về một cái là phải làm chủ tịch ngay rồi. Em nhìn thấy đấy, bận bị tối mắt, làm gì có thời gian đâu. Thế cũng không có cả thời gian đi chơi à? Ờ, nhưng mà thời gian cho em thì có chứ. Bây giờ ấy, em về Việt Nam với anh rồi,
anh phải dẫn em đi tất cả những chỗ em muốn nhá. Ờ, đương nhiên rồi, anh cho em đi chơi thoải mái luôn nhá. Anh nói thật không? Đương nhiên là thật rồi. Đấy, em thấy chưa? Bằng này tiền đã vui chưa? Em đúng là yêu chúng thạch răng rồi. Đấy. Ờ, anh Đức, anh tới đây làm gì vậy? Cô ta là ai? Anh đến theo lời bố mẹ thôi. Giới thiệu với em, đây là Dương, vợ sắp cưới của em đấy. Chuyện này là sao? À, Mi này, em ra ngoài trước đi, chờ anh một lát nhé, để anh giải quyết chuyện này. Yêu em. Vợ sắp cưới của em cái gì chứ? Anh bày ra cái chuyện gì vậy? Đây là hoàn toàn là ý của bố mẹ, chứ anh không biết gì cả. Nhưng mà bố mẹ chưa hỏi ý của em mà. Với cả cô ta là em chưa gặp bao giờ. Toàn này, anh bảo, bố mẹ nói nếu mà em không cưới cô gái này thì phần tài sản của em, anh nghĩ là khó mà giữ lấy đấy. Cái gì? Dám đe dọa thằng Toàn này á? Không, anh chỉ nói lại lời bố mẹ nói thôi. Được, không làm chủ tịch thì không làm. Thằng này cóc cần. Toàn, em đi đâu đây? Mặc áo vào anh lên. Đi đâu kệ tôi. Tôi nói trước luôn nhá, không bao giờ tôi cưới cô ta. Toàn, Toàn, Toàn. Cái thằng này. Toàn là tuyển thợ xây với cả vừa giúp việc. Mình phải làm mấy cái việc đó à? My, em đi đâu bữa giờ vậy? Anh tìm em mãi không thấy. Anh Toàn à? Là anh đây, không nhận ra anh à? Nhưng mà sao trông anh lại sơ sát thế này, chả phong độ tí nào cả. Ừ thì anh cãi nhau với bố mẹ cho nên bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà á? Anh bị hâm à? Đường đường là một thiếu gia nhà giàu như thế, tại sao lại bỏ nhà? Nhưng mà bố mẹ của anh bắt anh cưới một người mà anh chưa gặp bao giờ. Anh không muốn cho nên. Nhưng mà sao lại không cưới? Ờ thì anh đang yêu em cơ mà, làm sao mà cưới người ta được chứ. Anh ngốc thế, anh cứ cưới đi có làm sao đâu. Ờ, em không ghen à? Đương nhiên là em phải ghen rồi. Thế nhưng mà cái chuyện này nó tốt cho sự nghiệp của anh thì em phải hy sinh chứ, đúng không? Nhưng mà bây giờ nhá, nếu như mà anh lấy cô ta ấy thì cái ghế chủ tịch đấy sẽ là của anh. Đến lúc đó nhá, bố mẹ anh nhượng quyền cho anh rồi, thế anh muốn làm gì mà chả được, đúng không? Ý của em là đến lúc đấy nhá, anh chỉ cần ly dị với cô ta rồi cưới em là xong. Ờ nhờ, có mỗi như vậy thôi mà anh không nghĩ ra đấy. Nhưng mà cái gì nữa? Như vậy thì thiệt thòi cho em quá. Em có đồng ý chờ anh không? Đương nhiên là em sẽ phải đợi anh rồi, anh yên tâm đi nhá. Vào đi. Sao thế? Lần này em sẽ đồng ý lấy vợ theo ý của bố mẹ. Cái gì? Em đổi ý rồi à? Dạ vâng, em đã suy nghĩ lại rồi. Không ngờ chỉ có mấy ngày mà em lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Bố mẹ nghe tin này nhá, mừng cực kỳ luôn. Lấy cô ta thì chiếc ghế chủ tịch vĩnh viễn sẽ thuộc về mình. Mày phải làm được Toàn. Thằng này. Dạ. Em vào chuẩn bị lấy vợ rồi đấy. Mà này, anh thấy mày ăn mặc lôi thôi lếch thếch quá. À, tại mấy ngày qua là em... Được rồi, anh hiểu. Giờ thì đi với anh, chuẩn bị quà cưới nhá. Dương, em đi quanh luôn nhá. Đi. Nhưng mà này, liệu chiếc ghế chủ tịch vẫn là của em chứ? Yên tâm, cái ghế chủ tịch đó không của chú thì của ai. Đi. Nào. Tối nay tôi ngủ đất. Sao có giường anh lại không nằm? Hỏi nhiều thế. Tôi là chồng, thích ngủ đâu tôi ngủ. Vâng. Em xin lỗi, em không cố ý. Mi, sao vào đây được? À, em cho tiền bà giúp việc đấy. Em nói em là bạn của anh, thế là tự nhiên vào được thôi. Nhưng mà em vào đây làm gì?
Anh còn hỏi nữa à? Em thấy người yêu của em ngủ với người khác, đương nhiên là em vào đánh ghen chứ làm gì. Cô ta là ai thế anh Toàn? Đây là khách của tôi, cô đi ngủ đi. Cô nghe cho rõ đây này, tôi là người yêu của anh ý. Cô... Còn cô ấy, mặc dù cô là vợ của anh ý, nhưng mà anh ý thì chỉ yêu một mình tôi thôi. Cô chỉ là vợ hợp của anh. Được rồi, em nói nhỏ thôi, hàng xóm người ta nghe thấy đấy. Nếu như hôm nay mà không vào đây ý, có phải là anh định ngủ với cô ta đúng không? Ơ, làm gì có đâu, anh còn định mang gối nhá, nằm đất để ngủ nữa cơ. Sao lại nằm đất? Nằm đất nhỡ may ốm lạnh thì làm sao? Anh bảo cô ta nằm đất đi. Thôi em ạ, dù sao thì anh cũng là đàn ông con trai mà. Hay là anh dọn đồ sang nhà em mới thuê để ngủ đi, chứ anh ở đây nằm đất ý, em xót lắm. Em mới thuê nhà á? Ừ, em lấy tiền anh cho để thuê nhà đấy, vừa sang trọng lại còn đầy đủ tiện nghi nữa cơ. À, thì từ bây giờ trở đi là buổi tối tôi sang nhà My để ngủ. Cô, anh thích ngủ đâu cũng được, miễn sao là anh thoải mái. À mà còn nữa này, với lại đừng có mà... Đừng nói gì với ai về chuyện của anh và cô My đúng không? Rồi, em biết rồi. Cô cũng biết rồi đấy, là tôi với cô không yêu nhau, cho nên là... Tôi hiểu mà, anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Đi. Ờ, đây là... À, là cà phê tôi pha cho anh đấy, anh uống đi. Dạ, em không dám ạ. Chị là thư ký độc quyền của chủ tịch, chị làm vậy, anh ấy nhìn thấy, chửi em chết. Tôi pha cho anh thì anh cứ uống đi, chỉ tôi với anh biết chuyện thôi mà, anh lo cái gì chứ. À, mà tôi bảo này, tôi xem hồ sơ ấy thì thấy là anh lớn hơn tôi 2 tuổi, cho nên là bây giờ chúng ta xưng hô là anh em cho tiện nhá. Ờ, nhưng mà... Có gì đâu mà nhưng... Chúng ta phải xưng hô như thế thì mới thân thiết với nhau hơn, gần gũi với nhau hơn được chứ. Vậy thì cảm ơn em về ly cà phê. Mà anh có thích không? Nếu mà anh thích ý, thì ngày nào em cũng pha cho anh uống nhá. Em làm vậy không sợ... Sợ cái gì? À, ý anh là anh Toàn á? Anh ta thì có gì đâu mà phải sợ. Nhưng mà anh nghe mọi người nói em với anh ấy... Là người tỉnh à? Anh ta đã có vợ rồi, có liên quan gì đến em đâu. Em muốn quen ai mà chả được. Vậy mà anh cứ tưởng... Hắn ta ấy vừa ăn chơi vừa lười biếng, vợ anh ta khổ như thế, em dại gì mà dây vào. Ừ, anh cũng nghe nói anh ta đối xử với vợ con chẳng ra gì, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên chẳng coi ai ra gì cả. Đúng rồi, anh ta thì làm gì có tài gì đâu, chả qua là dựa vào gia đình cho nên là mới lên làm chủ tịch như bây giờ thôi. Đồ khốn, mày phản tao à? Chủ tịch Biến, Biến khỏi đây. Dạ. Anh ơi, là hắn ta quyến rũ anh, chứ em không có ý gì đâu. Cô im đi, uổng công tôi tin tưởng cô, yêu thương cô như vậy. Anh tin em đi mà, anh Toàn. Cút, ngay bây giờ cút khỏi đây, và đừng bao giờ để tôi gặp lại cô nữa. Nhanh. Được, anh đuổi tôi chứ gì. Thế thì tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của anh luôn. Cô dám? Sao không dám? Để tôi xem là anh còn thể diện gì mà làm chủ tịch được nữa không nhá. Có chuyện gì vậy? Đây là chuyện riêng của em, anh để em tự giải quyết đi. Anh Đức, em có chuyện muốn nói với anh về chủ tịch Toàn ạ. Cô và cậu Toàn lên phòng gặp tôi. Chuyện nghiêm trọng như vậy, anh phải hỏi ý kiến bố mẹ thì mới dám quyết được. Chuyện này... Đây không phải là việc riêng của em nữa rồi. My, cô có ngại nếu như là tôi nói chuyện bố mẹ tôi không? Anh cứ cho em nói chuyện với bố mẹ, em sẽ nói cho hai bác biết về anh ta. Con chào bố mẹ, con Đức đây ạ.
Bố mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với bố mẹ ạ. Về chuyện của Toàn ạ. Dạ, bố mẹ ơi, bố mẹ nói chuyện với cô gái này đi ạ. Chào chào hai bác ạ. Vâng, chào bố mẹ ạ. Chuyện này cực kỳ là nghiêm trọng. Bố mẹ nói nếu như mà em vẫn quyết định cưới Dương vì chiếc ghế chủ tịch thì... Thì sao ạ? Thì bố mẹ lấy lại tất cả. Cả chiếc ghế chủ tịch, tất cả tài sản của em. Muốn biết rõ thực hư thế nào ấy, cứ gọi cho vợ anh ta là sẽ rõ thôi. Được rồi, để tôi gọi cô ấy vào. Không cần gọi đâu, em ở đây rồi. Em và anh Toàn đây hoàn toàn bình thường. Không có chuyện anh ấy phản bội hay là đối xử tệ bạc gì ở đây cả. Cậu! Những lời đồn đại chắc chắn là do những kẻ ghen ghét bịa đặt ra. Anh à, xong việc rồi, mình đi ăn trưa thôi. Em đã sẵn nhà hàng rồi. Ờ, anh... Không sao, em sẽ gọi điện và giải thích với bố mẹ sau. Mình đi thôi. Này, ngủ sụp đây. Ngủ sụp. Này, anh cản em làm cái gì? Anh phải để em cho nó một trận chứ. Cái con Dương đấy nó bị điên à? Tự nhiên phá hỏng kế hoạch của mình như thế. Anh có bực nó lắm chứ. Công sức tính toán của chúng ta bao lâu nay tan thành mây khói. Em đã phải hầu nó, chiều chuộng nó từ nước ngoài về đây rồi. Mình làm bao nhiêu chuyện như thế, tự nhiên bây giờ hỏng hết mọi chuyện rồi. Mà em cũng chẳng biết nó muốn cái gì nữa. Kế hoạch tính toán nó phải nằm theo như thế mà vẫn chẳng... Thế bây giờ phải làm thế nào? Anh nhất định không được để thằng Toàn nó có tất cả được. Bố mẹ đã nghe rõ chưa ạ? Tất cả mọi chuyện là do anh ta bày ra đấy ạ. Toàn, Dương, anh còn gì để chối cãi không? Đến cả bố mẹ cũng nghe hết chuyện rồi đấy. Dương, là mày à? Phải. Anh tưởng mình sẽ mãi núp trong cái vỏ bọc một người anh trai tốt được sao? Anh Toàn, anh lại định lấy tiền đấy à? Đây là tiền của tôi. Tôi muốn làm gì kệ tôi. Đây là tiền cưới bố mẹ cho. Anh lại định lấy mang cho cô ta đấy à? Kể từ bao giờ nó cũng lại quản lý chi tiêu của tôi vậy? Không phải việc của cô. Anh ngăn chơi như vậy mà không nghĩ gì đến bố mẹ của mình sao? Họ an phận định cư ở Mỹ rồi, cần gì phải lo chứ. Tôi đánh tranh, tôi đánh tranh tỉnh ra đấy. Không lại bị người ta lừa. Cái gì? Ai dám lừa thằng Toàn này chứ? Không cần cô dạy đời thằng này nhá. Anh cứ nghĩ thế là hay ý. Cho đến khi anh bị lừa không còn một xu dính túi thì ai lo cho bố mẹ của anh? Anh không tin đúng không? Vậy thì anh hãy thử theo cách này, rồi anh sẽ biết ai là người thật lòng với anh. Cô... Dù sao đây cũng chỉ là một phép thử, anh cũng không mất gì đúng không? Alo, tôi nghe đây. Sao? Có sới à? Thiếu chân á? Được, tôi tới ngay. Rồi rồi, ok, ok nhá. Em đi với anh không? Đi đâu cơ? Thì đi đánh bạc. Bên chỗ quen vừa gọi cho anh bảo là thiếu chân đấy. Đi. Thôi, anh đi đi. Chứ bây giờ em mà đi cùng anh á, người ta lại bảo là đã thiếu chủ tịch rồi, lại còn không có thư ký nữa. Không hay đâu.
Thế được rồi, em ở nhà nhá, anh đi trước. Anh đi đi, em ở lại trong công ty cho. Ôi, anh làm cái gì đấy? Giật cả mình. Gì? Mà này, anh đi vào có ai thấy không đây? Em yên tâm, anh vào không ai thấy đâu. Đáng cho yêu cái anh nhớ. Yêu cái gì mà yêu? Sao lại không yêu? Yêu cái gì? Anh có thấy ai yêu mà lại bắt người yêu mình đi quyến rũ em trai mình không? Đấy chỉ là kế hoạch thôi. Anh đã bảo với em trước rồi mà. Với cả là em cố đợi thêm một chút nữa thôi nhá. Này nhá, em theo anh ta từ đây sang Mỹ, xong lại từ Mỹ vòng về đây đấy. Thế bao giờ thì cái kế hoạch đấy của anh thành công? Chứ em ấy, em phát ngấy rồi đây này. Thì em cố gắng một chút nữa thôi. Rồi đến lúc đó nhá, em sẽ lật đổ nó. Tất cả tài sản, ghế chủ tịch. Lúc đó thì... Lúc đấy thì sao? Thì sẽ thuộc về anh với em còn gì nữa. Thế còn gì? Được. Đúng cái gì nữa. Kể từ lúc đó, tôi đã cảnh giác và luôn đề phòng cô với cả anh ta nữa. Mày, thì ra mày biết tất cả rồi. Tôi đã giả vờ im lặng để xem anh diễn tiếp thế nào. Con nuôi muốn chiếm đoạt cả gia tài. Con nuôi á? Anh ta nói ai là con nuôi đấy? Chính anh ta trước giờ vẫn là con nuôi của bố mẹ tôi thôi. Chắc là cô đã bị anh ta lừa với cái vẻ ngoài hào nhoáng là con cả của một gia đình giàu có à? Anh... Khốn nạn! Anh lừa tôi, đấy là gia sản của anh cơ mà. Anh lừa tôi là anh bị đối xử bất công cơ mà. Lúc nào tôi cũng hy vọng một tương lai màu hồng với anh. Tôi yêu anh, cho nên tôi đã làm tất cả. Đến những cái chuyện bẩn thỉu nhất tôi cũng làm. Mà khốn nạn! Từ bây giờ ấy, anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Mi! Anh cũng nên đi đi, trước khi tôi kiện anh ra tòa. Anh để mọi chuyện kết thúc dễ như vậy à? Cô ấy dù gì cũng là người yêu cũ của tôi. Còn anh ta cũng vốn là người mà tôi gọi là anh trai. Theo tôi nghĩ thì không cần đi đến cùng mới gọi là sự thật. Có vẻ như sau chuyện lần này anh đã trưởng thành hơn rồi đấy. Tôi biết đâu là đúng, đâu là sai và cách để mình tỉnh ngộ ra trước những cám dỗ. Nhưng mà tôi vẫn nợ cô một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Vì chuyện gì chứ? Bởi vì đã không đối xử tốt với cô, và bởi vì cô đã giúp tôi tỉnh ngộ ra. Chính anh là người đã tự nhận ra và tự thay đổi chính mình. Tôi chỉ nói cho anh biết sự thật thôi. Này, cô đi đâu vậy? Tôi sẽ đi qua thăm bố mẹ một thời gian. Nhưng còn... Anh cứ ở nhà, tập cách quản lý công ty thật tốt. Đến khi công ty phát triển ý, thì hãy đến gặp tôi. Tới lúc đó, chúng ta mới thực sự là vợ chồng. Tôi hứa, tôi sẽ quản lý công ty thật tốt. Và lúc đó, tôi sẽ đón em về. Dương ơi, sao chồng chị xấu thế, bản thân lại có một số quần áo? Sao chị còn làm ở cái quán cà phê bé tí như này? Vì chị rảnh quá, chẳng có việc gì làm cả. Nên là chị muốn đi làm thêm để được gặp nhiều người hơn này, rồi chân tay còn được vận động thoải mái nữa chứ. Ui, em mà như chị thì em ở nhà em hưởng thụ từ lâu rồi. Làm việc tiếp đi. Chị, cái cô này, cô bị ngớ ngẩn đấy à? Cầm cái cốc không răng nữa. Xin lỗi quý khách, thực sự xin lỗi quý khách, tôi không cố ý ạ. Không cố ý thì kiểu gì nữa, ướt váy tôi rồi, cô đến đi. Dạ, chiếc váy này tôi có thể giặt rồi sấy khô rồi gửi lại quý khách được không ạ? Cái gì? Giặt á? Cô có biết cái váy hạc hiệu này của tôi nó đắt như thế nào không mà cô bảo giặt? Đền tiền đây! Đền tiền ạ? Dạ... Chiếc váy này bao nhiêu tiền ạ? 2 triệu! À không, 20 triệu! 20 triệu ý ạ? Sao? Cô không có tiền đền à? Gọi quản lý của cô ra đây!
tôi sẽ khiến cô bị đuổi việc đấy. Dạ, tôi đền ạ. Nhưng mà tôi không có tiền mặt ở đây, anh chỉ đợi một chút tôi sẽ chuyển khoản ạ. Nhanh cái chân lên. Cho tôi xin số tài khoản. Thôi được rồi, lần này tôi rộng lượng bỏ qua cho cô đấy. Mù à? Đi đứng nhanh đường cho cẩn thận nữa chứ. Tôi xin lỗi cô, mắt tôi bị khiếm thị nên là không nhìn được đường ạ. Mù thật à? Mù thì ở nhà đi, đi ra đường làm cái gì? Gây phiền phức cho người khác. Này cô, tôi thấy cô cũng xinh đẹp, mà chẳng hiểu sao lần nào gặp cô ấy cũng thấy cô ăn nói khó nghe thế. Sao? Bây giờ mày lại định xía vào chuyện của người khác nữa à? Tôi không muốn tranh cãi nhiều với cô. Cô nên lo cái thân của cô trước đi. Lần nào gặp cô cũng gặp chuyện xui xẻo. Anh có sao không? Tôi đợi anh đến ghế đá đằng kia ngồi nghỉ tí nhá. Cũng được ạ. Vậy thì phiền cô quá. Tôi đang định đứng ở đây chờ anh trai tôi tới đón để đi khám bệnh. Cảm ơn cô nhiều. Đây, ghế ở đây. Tôi cảm ơn cô. Không có gì đâu. Đây là việc tôi nên làm mà. Anh ngồi ở đây đợi anh trai của mình đến đưa đi khám nhá. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước đây. Cảm ơn cô nhiều nhá. Mong là lần sau tôi có sẽ gặp lại cô. Chào anh. Chào cô. Chị, em chào chị ạ. Dạo này cửa hàng buôn bán sao rồi em? Cực tốt luôn chị ạ. Để em cho chị xem sổ sách nhá. Lấy sổ sách cho chị xem. Vâng ạ. Đây chị ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chị muốn mua mặt hàng gì để em tư vấn ạ? Tôi muốn cô ta tư vấn cho tôi. Dạ, nhưng mà đây là... Thôi, được rồi. Để chị tư vấn cho khách. Em cứ làm việc đi. Dạ vâng. Chào quý khách. Mời chị xem hàng ạ. Nếu có gì thắc mắc thì em sẽ tư vấn cho chị ạ. Lấy cho tôi một bộ đẹp nhất nhá. Dạ vâng. Mời chị xem ạ. Tôi không thích bộ này, đổi bộ khác cho tôi. Dạ vâng. Dạ, chiếc này ạ. Em thấy chiếc này rất xinh, hợp với chị đấy ạ. Váy xấu như thế này mà cô bảo hợp với tôi à? Cô tư vấn cái kiểu gì đấy? Dạ, nếu như chị cảm thấy em tư vấn không phù hợp ý, thì em sẽ mời nhân viên khác tư vấn cho chị ạ. Thôi khỏi. Tôi thấy đồ ở đây chả có cái nào hợp với tôi cả. Sao? Cô bị đuổi việc ở quán cà phê rồi à? Người như cô ấy không có chỗ nào nhận làm lâu được đâu. Hôm nay cô mà làm tôi không vui ý, tôi còn có thể khiến cô bị đuổi việc thêm một lần nữa đấy. Xin lỗi quý khách. Nếu quý khách cho hài lòng thì tôi có thể đổi bộ khác cho quý khách xem ạ. Tôi không cần, tôi không muốn xem nữa. Nhìn thấy cái mặt cô là đã hết hứng mua sắm rồi. Chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã ghé xem hàng ạ. Này chị ơi, có chuyện gì đấy? Em đi làm việc đi, lại hóng rồi. Này, này, này! Cô làm gì xe tôi đấy? Cô kia! Xin lỗi anh chị, tôi vô ý quá. Đã làm xước một chút ở xe anh chị rồi ạ. Thế bây giờ xe tôi xước như này thì cô định xử lý sao đây? Từ
Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh chị ạ. Lại gặp cô nữa à? Lần này cô lại định đem cái chuyện xui xẻo gì đến cho tôi nữa đấy. Nhìn xe ra kìa, cô đền đi. Thật ngại quá, nhưng mà hiện tại tôi lại không mang theo điện thoại, cũng không có tiền ở đây. Anh chị có thể... À, bây giờ cô lại định trốn à? Không, không phải như vậy. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ định mượn điện thoại của anh chị để gọi về cho người nhà mang tiền đến để bồi thường cho anh chị thôi ạ. Nhanh lên đấy, chúng tôi còn phải đi có việc bây giờ. Alo anh ạ. Anh đây, sao thế vợ? Anh ơi, em lỡ làm xước xe của người ta ở ngoài đường rồi. Anh đến giải quyết giúp em với. Em đừng lo lắng, anh sẽ tới ngay đây. Vâng, ở cái chỗ nhà hàng hôm trước mình ăn ý. Chiều hôm qua mình ăn ý. Vâng ạ. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Em. Anh ơi, có chuyện gì vậy ạ? Là anh à? Là cô. Chào cô. Có phải cô là người sáng nay đã giúp đỡ tôi không? Đúng vậy, là tôi đây. Lại gặp lại anh rồi. Em... Mà anh là em trai của anh ấy ạ? Giới thiệu với cô. Đây là anh Nhân, anh trai tôi. Người mà sáng nay tôi giới thiệu với cô á. Em quen cô ta à? Dạ vâng ạ. Giới thiệu với anh, đây là Dương. Người mà sáng nay đã giúp đỡ em. Với cả em kể cho anh rồi mà. Chào anh, tôi là Dương. À, cảm ơn cô nhá. Cảm ơn cô sáng nay đã giúp đỡ em trai tôi. Có gì đâu, đấy là việc tôi nên làm mà. À, giới thiệu với Trang nhá. Đây là Đức, em trai anh. Giới thiệu với Đức, đây là Trang, bạn gái anh. Sáng nay Trang đi mua đồ mua cả cho em đấy. Dạ, em chào chị ạ. Ơ kìa Trang, sao em không nói gì? Cùng là người một nhà mà không phải ngại đâu em. À, còn vụ cái xe, xem như là cảm ơn cô sáng nay giúp em trai tôi. Bỏ qua nhá, không sao đâu. Sao lại bỏ qua được? Anh có bị làm sao không đấy? Cô bắt buộc phải đền cái xe này cho tôi. Anh ơi, giọng nói này, tiếng nói này em nghe quen lắm. Có phải cô là Trang mà sáng nay đã va phải tôi đúng không? À không, chắc em nhầm rồi chứ chị đã gặp em bao giờ đâu. Anh ấy mù không nhìn thấy. Nhưng mà tôi thì nhìn rất rõ. Cô diễn giỏi nó vừa thôi, tôi vẫn còn nhớ đấy. Anh ơi, chị Trang đây chính là người sáng nay đã va phải vào em đấy ạ. Trang, anh thật không ngờ đấy. Trước nay anh luôn nghĩ em là người hiền lành tốt bụng. Anh quá thất vọng về em. Không phải như anh với Đức nghĩ đâu ạ. Mọi người hiểu lầm em rồi, em không phải người như thế. Em không cần phải giải thích gì nữa cả. Chủ tịch, chuyện về chiếc xe của công ty em xử lý xong rồi ạ. Thì ra là vợ tôi va vào xe công ty à? Tôi đến là vì vợ tôi, không phải vì cái xe đâu. Em có làm sao không? Em không sao ạ. Cậu Nhân, chuyện này là sao đây? Thì vợ anh là hỏng xe của tôi, bây giờ anh đền đi. Xe của tôi á? Không phải của tôi, được của anh chắc. Đúng là xe của tôi đấy. Anh Nhân, anh ta nói đây là xe của anh ta kìa. Em thôi đi, đây là xe của công ty, anh chỉ mượn thôi. Mượn á? Thế anh nói dối tôi à? Thì em nói là em muốn được anh đón bằng xe hơi nên anh mới phải làm vậy chứ. Cậu Nhân, việc cậu dùng xe công ty vào việc riêng tôi không truy cứu nữa. Nhưng việc người yêu của cậu bắt nạt vợ tôi, tính sao đây? Thôi anh à, bỏ qua chuyện này đi. Đều là người quen với nhau cả mà. Với lại em cũng không sao hết. Vợ tôi nói như vậy rồi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng lần sau, đừng có tái phạm nữa đấy. Dạ vâng ạ. Anh đưa em về nhá, mình đi mua sắm với nhau. Ừ, thế còn xe máy nữa. Cậu Nhân, đi xe về công ty cho tôi. Dạ vâng ạ. Chào cô Dương nhá. Mình đi thôi. Anh dám nói dối tôi à? Thì ra anh là cái đồng nghiệp kết xác như thế à? Hóa ra, bấy lâu nay em yêu anh chỉ vì tiền thôi à? Chứ còn gì nữa? Không có tiền mà nói yêu được gì. Nếu em đang nói vậy thì chúng ta kết thúc ở đây đi. Được, mình về thôi.
Chúc anh sống tốt nhá. Đúng là cái đầu khốn.